Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với video ra mắt sản phẩm robot hút bụi lau nhà của Esclean. Sản phẩm ngày hôm nay Esclean mang đến có xuất xứ từ xứ sở của những chiếc đồng hồ triệu đô và những dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe hàng đầu thế giới. Không biết là các bạn có đoán ra được xuất xứ của bạn robot này chưa ạ? Vâng, bạn robot này có tên là Tesver S6 Turbo. Hiện đang là phiên bản cao cấp nhất được sản xuất tại Thụy Sĩ của hãng Tesver. Model này hiện đang sở hữu rất nhiều tính năng thông minh và khả năng làm sạch vượt trội. Sau đây chúng ta sẽ cùng khám phá chi tiết hơn về bạn robot này nhé. Thứ nhất là về phần ngoại hình. Tesver S6 Turbo hiện đang là robot đầu tiên được trang bị mặt kính cường lực. Phía bề mặt bên trên được phủ một lớp màu trắng. Nổi bật ở bên trên này là cục laser được máy xước tinh xảo. Hai phím chức năng cho hai chế độ tự động làm sạch và quay trở về chỗ sạc. Phía trước là cụm cảm biến, tránh va chạm với các đồ vật ở trong nhà. Mặt phía dưới của bạn robot này được trang bị bánh xe chống trơn trượt ở hai bên, kết hợp với chổi cuộn ở giữa và chổi quét. Phần phía rìa bên ngoài là những cảm biến chống rơi cầu thang khi robot hoạt động trên tầng cao. Máy sẽ có một số phụ kiện đi kèm thêm. Thứ nhất là khay chứa bụi có dung tích lớn nhằm để xử lý tóc và lông thú cưng. Thứ hai là khay lau nhà và hút bụi đồng thời, cực kỳ tiện dụng và tiết kiệm thời gian làm sạch. Thứ ba, đây là chân đốc sạc. Ngoài ra thì có sẽ có thêm một số phụ kiện nhỏ gồm màng lọc HEPA, điều khiển dành cho người lớn tuổi, chổi quét, khăn lau và đặc biệt là chổi vệ sinh cho máy riêng. Phần thứ ba, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về thông số kỹ thuật của robot. Máy sử dụng động cơ kép inverter có lực hút tối đa lên tới 4.000 Pascal. Đây hiện đang là lực hút mạnh nhất trên thị trường, cho phép robot có thể hút tốt từ các loại bụi siêu mịn đến kim loại như đinh, ốc vít một cách dễ dàng. Với công nghệ True Mapping 2.0 có khả năng kết nối với app trên điện thoại, cho phép người dùng có thể quản lý từ xa và thiết lập các tùy chọn dọn dẹp như ý, như tạo tường ảo và các khu vực cấm robot ra vào. Điểm đặc biệt ở bạn robot này là có khả năng lưu tới 5 bản đồ khác nhau phù hợp cho mọi không gian nhà ở từ chung cư đến nhà cao tầng. Thỏi pin mà máy sử dụng là thỏi pin lithium với dung lượng là 5.200 mAh. Thời gian tối đa máy có thể dọn dẹp cho sàn từ 150 đến 200 m². Máy sử dụng chip xử lý ARM cho khả năng chống bỏ sót lên tới 98%. Khi dọn dẹp thì máy sẽ có hai tùy chọn. Tùy chọn thứ nhất là sẽ xử lý hút bụi, lông thú, tóc, bụi chuyên sâu. Tùy chọn thứ hai là vừa lau nhà vừa hút bụi đồng thời. Bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm chứng sức mạnh thực tế của bạn robot này một chút nha. Như các bạn thấy, chúng ta có thể theo dõi trên màn hình app toàn bộ quá trình di chuyển của robot khi đang dọn dẹp. Robot sẽ nhận diện toàn bộ bản đồ không gian sàn nhà và tính toán, sau đó đưa ra phương án dọn dẹp tự động tối ưu nhất. Những thông số được hiển thị trên màn hình app bao gồm: thứ nhất là thời gian dọn dẹp được hiển thị ở góc dưới bên trái màn hình. Thứ hai là diện tích đã dọn dẹp được hiển thị ở giữa phía dưới màn hình. Thứ ba là điện năng đã tiêu thụ của máy cho tổng diện tích và thời gian dọn dẹp ở trên được hiển thị ở góc dưới bên phải màn hình. Vùng màu đỏ là khu vực cấm ra vào của robot. Vậy là robot đã dọn dẹp xong với diện tích khu vực dọn dẹp là 12 m² trong khoảng thời gian 18 phút mà chỉ tiêu tốn khoảng 5% pin thôi. Từng ngóc ngách đã được robot làm sạch một cách hoàn hảo. Sau quá trình làm việc 15 phút, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem thành quả mà bạn robot này mang lại là những gì nhá. Bây giờ mình sẽ lấy cái khay hộp rác này ra này. Wow, đây ạ. Trên này như các bạn thấy thì sẽ có rất là nhiều các loại rác. Thì mình sẽ đổ ra để các bạn nhìn hình dung rõ hơn nhá. Đầu tiên đây, như các bạn có thể thấy ở đây thì đầu tiên là tóc này, lá cây này, xác rán này, xác côn trùng này, kiến này, bụi mịn này, vụn bánh mì này, thậm chí là cả logo đồ chơi của trẻ con ạ. Thực ra thì nhà mình vệ sinh cũng khá là thường xuyên ấy, nhưng mà không hiểu sao khi mà vào máy hút thì vẫn ra được rất là nhiều những cái vụn nhỏ li ti. Còn đây nữa, đây thì sẽ là bụi siêu mịn. Đây, để mình quét ra như thế này. Với trải nghiệm thực tế vừa rồi, có lẽ các bạn đã thấy rõ được khả năng làm sạch vượt trội của model robot Tesver S6 Turbo này.
Nếu các bạn cần thêm thông tin chi tiết về em robot này thì có thể liên hệ qua số hotline được hiển thị trên màn hình hoặc link website được hiển thị ngay dưới video này của Thảo Phương nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video về robot của S-Clean. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.